Xin chào các bác. Các bác có thể thấy là ở giờ phút này là 10 độ. Chính vì vậy là các bạn nuôi chim là hết sức cẩn thận. Đó, đây là giới thiệu với các bác, đây là những chú chim mà mình phải thắp bóng sưởi cho nó. Đó. Bóng sưởi thì như nào? Đây là cái bóng bóng này là cái bóng mua 40.000 ngoài thị trường. Bóng úm gà. Thế thì các bác đó. Úm gà. Đây. Thì khi các bạn ok. Các bạn để gần như thế này. Đó, thì cái mật độ nó như thế này. Đó. Thì các bạn để tay về nó ấm ấm một chút. Đó. Đây là cái cám bón. Cái thời điểm này thì mùa đông chim non ra cũng không được nhiều. Đó. Thì các bạn nên để khoảng 3 đôi. 3 đôi một ổ. Đó. Đó. Đấy, bên này nữa. Đó. Thì mình tắt đi cho cái hình ảnh nó được đỡ bị hồng. Đó, mình tắt đi. Các bạn thấy là đây là những chú chim mà mình phải úm. Đó, nó dơ để vào hộp. Và bên này là những chú chim non hơn nữa. Đó. Thì đại khái là như sau. Những chú chim này thì những chú chim là mình bón được khoảng 3 ngày này. Đó. Thì nó cũng đã đủ lông rồi. Đó. Các bạn thấy là nó cũng khá là bông tơi đẹp. Đó. Chú chim này là những chú chim được khoảng 12 ngày tuổi. Đó. Đó. Đây nữa. Đó. Thì làm chim thì rất vất vả. Giờ này các bác cũng thấy là có khi người ta đi ngủ nhưng tôi thì vẫn cứ chim và chim. Đấy, như những chú chim này thì mới bắt xuống hôm qua thì nó được khoảng 1 tuần 8 ngày tuổi. Đó. Thì mình bón như tầm này thì nó sẽ thuần. Và các bạn nên để những chú chim này đây. Đó. Nhiều chim này 8 ngày tuổi. Thường là mùa đông này thì nuôi chim rất là vất vả. Thì các bạn nên để chúng nó tầm khoảng 5-6 con. 6-8 con gì đấy nó tụm vào nhau. Như thế này. Đó. Thì các bạn thấy là nó cũng nó rất là tự nó ấm cho nhau. Và lúc nào bón thì các bạn bắt ra. Đấy là nhóm này là nhóm 1. Là các bạn có thể mua các bạn về bón được. Bên mình những cái nhóm này mình là chim bố mẹ rất là hay to. Đấy. Nhóm này là nhóm 2. Nó nhỉnh hơn một chút thì mình bón dở được mấy ngày rồi. Đấy. Các bạn nhìn cho nó rõ. Đó. Đó. Nhóm 2. Thì về cơ bản thì các bạn nên chuẩn bị trang bị có một cái đèn. Đó. Cái đèn này là cái đèn đó. Đó. Đèn này là cái đèn học. Đèn học của con mang ra để làm đèn thắp cho chim. Đó. Các bạn để vào đây. Đó. Rất là rồi các bạn có thể điều chỉnh cao thấp được. Đây là lúc ít, còn nếu mà nhiều thì các bạn nên dùng một cái bóng sửa rõ ràng như này. Đó. Bóng này nó sẽ sửa cho cả cánh này. Và các bạn nên nhớ là mình không hề ngại cái việc đầu tư một tí nào cả. Các bạn thấy là đây là những cái đây, nhà này, đấy. Xe này, ghế này, như tối đến là mình phải nhấc vào đây. Một là chống trộm, hai là chống chuột,
Vì những chú chim này là những chú chim mà nó mùa đông là nó không chịu được rét. Đấy, các bạn cho vào trong nhà này nó không bị gió. Đó. Thậm chí là những cái chú chim bố mẹ ngoài này mình phải thắp điện. Đấy. Thắp điện thì mèo chuột nó sẽ không đe dọa. Đấy. Những chú chim này là như vậy. Đấy. Ngoài này thì cũng khá là chim. Đây, nhưng mà đây là mình giới thiệu với các bạn là đây là cái giống chim, đại khái là giống chim khổng lồ của mình. Mình sẽ cụ thể hóa một chút. Đó. Các bạn thấy là đây là những giống chim này, là các bạn biết tại sao mình gọi là giống chim khổng lồ. Đó. Đó. Các bạn nhìn thấy đây là con chim. Đây là con chim. Đó. Đây là con chim. Đó. Con chim này là con chim nó vẫn chưa biết mổ một tí nào cả. Mình đang bón hoàn toàn. Và nó được khoảng 18-20 ngày tuổi. Nó rất là khổng lồ đúng không các bác? Đó. Nếu các bạn không nhầm thì những chú chim này là nó to đẹp. Đó. Mà nó còn ngây ngô lắm, nó chưa có gì. Nhưng nó rất to. Đấy. Đây là giống chim khổng lồ giọng thổ của mình. Đấy. Một số anh em biết rồi thì rất ưa chuộng cái loại này. Đấy. Mình để ra đây. Lấy thêm 1-2 con nữa để cho các bác kia thưởng thức. Đấy. Những đôi chim như này mình để ở đây. Rất là ok đúng không? Đấy. Rất là khổng lồ. Đấy. Chim rất là to. Đấy, một số anh em gọi điện anh thao chim to, nó không đó, nó là khổng lồ.